Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mời quý anh chị và các bạn đi tham quan một vòng ở cái chợ Ông Tạ, rồi sau đó mình theo cái đường Hoàng Sa đi về chùa Pháp Hoa, chùa Vĩnh Nghiêm. Trước khi đi vào chi tiết và cái cuộc hành trình tham quan này, mời quý vị cùng các bạn đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn rất nhiều. Trước mặt các bạn và quý vị đây là chợ Phạm Văn Hai, là cái chợ Ông Tạ ngày xưa, một cái chợ nổi tiếng về thịt chó những năm 60-70. Thì mình nói sơ qua cái chợ Ông Tạ. Chợ Ông Tạ đây là ông là một vị lương y, bán thuốc chữa bệnh, thuốc nam á, cho những cái người dân trong vùng những năm đầu thế kỷ 20. Thì ông rất là tài năng, đức độ và có lòng yêu thương con người. Cái ngã ba Ông Tạ ngày xưa đó là đường, bây giờ là đường Cách Mạng Tháng 8 và Phạm Văn Hai, trước đây là Lê Văn Duyệt và Thoại Ngọc Hầu. Thì năm 1954 người Bắc di cư vào cái khu vực này và lập một cái chợ để buôn bán và đặt tên là cái chợ Ông Tạ luôn. Và người dân Sài Gòn thì nhắc tới cái chợ Ông Tạ đó thì rất là nhiều người biết đến, đi vào ký ức luôn rồi. Rồi sau năm 1975 thì cái chợ này được dời về cái vị trí hiện tại trước mặt các bạn đó. Còn cái khu đất ngày xưa thì được xây một cái trường học rồi. Và như mình đã nói, những thập niên 60-70 thì đây là nổi tiếng với khu vực thịt chó rất là ngon. Ngày xưa thì nó rất là hoang vắng, rồi ao rau muống, rồi người dân xóm đảo đó, người ta di cư vào đây, ngày Bắc năm 4 mà. Đó thì hiện tại trên trục đường này mình nhìn không thấy thịt chó luôn. Và hình như người ta cũng dời đi đâu hết trơn rồi đó. Bây giờ là không nhìn không thấy bán thịt chó nữa. Và cái con đường này thì cũng có từ xưa tới giờ. Bên tay phải các bạn là có cái nhà thờ Vinh Sơn đó, là cái xóm đảo của người dân năm 4, Bắc năm 4. Cái vùng này rất là nhiều. Đó thì ngày xưa cái con đường này, con đường Phạm Văn Hai này là Thoại Ngọc Hầu đó, là đi thẳng qua bên kia luôn. Nhưng mà vừa rồi là cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè được cải tạo á, thì cái cầu bắc ngang qua đây được bỏ đi. Và người ta giải tỏa hai bên đường và cái cầu bây giờ nó dịch xuống phía dưới chút xíu. Đó, các bạn muốn đi qua bên kia thì phải đi vòng xuống và qua bên kia, chạy hết con đường Phạm Văn Hai là ra gặp Cách Mạng Tháng 8. Đó là Lê Văn Duyệt ngày xưa. Đó là sơ bộ về cái chợ Ông Tạ vẫn phát triển và vẫn người dân người ta vẫn sống và buôn bán như những ngày đầu. Thì đó, giờ mình quẹo đây là trên con đường Hoàng Sa đây, nó cắt Phạm Văn Hai, cái chợ Ông Tạ. Bây giờ mình quẹo trái đây để đi về cái hướng chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Pháp Hoa. Cái chùa Pháp Hoa thì ngày hôm qua đó tổ chức một cái đêm lễ hoa đăng rất là rầm rộ và người dân tới đây rất là nhiều để người ta tham dự cái lễ hoa đăng đó, được đốt đèn rồi. Từ chiều đã rất là đông rồi, tới tối đêm luôn. Tại vì sắp đón cái lễ Phật đản đó, đại lễ Phật đản năm tháng 4. Đó thì trước đây con đường Hoàng Sa và Trường Sa thì quý vị biết rồi, nó không có đường mà nó là hai bên của cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Nó nghĩa là người ta sống tạm bờ và lấn ra cái kênh rạch. Cái dòng nước không chảy được và rất là ô nhiễm. Và đây là một trong những cái tuyến đường thành công nhất của thành phố. Đó, các bạn nhìn thấy cái kênh Nhiêu Lộc thì ngày bây giờ giống như một dòng sông á. Đó, có mấy cái búp sen làm cái lễ chùa Pháp Hoa, làm lễ hoa đăng tối hôm qua. Đó, bây giờ vẫn còn. Thì hôm qua mình không biết, chứ biết thì ra để quay phục vụ quý vị xem rồi. Nghe nói cũng đông đúc vô cùng luôn. Và người dân người ta tập trung tới rất là nhiều. Đó, hiện tại trên con đường Hoàng Sa này nè, bán đồ lặt son đó các bạn.
cái gì cũng bán và bán cái gì cũng mua trên tuyến đường này. Nó giống như một cái chợ ở quận 5 ngày xưa đó. Đó nghĩa là tất cả mọi thứ người ta bỏ đi, người này bỏ đi nhưng mà có thể những người khác người ta ra cần. Đó, người ta cần một cái chi tiết nào đó chẳng hạn thì người ta ra dọc cái khu đường này người ta mua. Đó bên tay trái các bạn đây, nhìn thấy không? Đó, những cái búp sen rất là đẹp, cặp theo tuyến nhiều lọc thì nghe. Và ban đêm thì đèn đuốc luôn đốt lên nhìn rất là đẹp. Đó, thật ra cái tuyến đường này tuyệt vời luôn quý vị. Hai bên hàng cây xanh bóng mát. Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè thì dòng nước của nó bây giờ là nước sông á, nó hết ô nhiễm luôn rồi, rất là tuyệt vời. Thì như mình đã nói, đây là một cái tuyến đường thành công nhất của thành phố và nó làm cho cái bộ mặt của thành phố khác hẳn đi, nhất là về cái tình hình giao thông rất là thuận tiện. Đó, các bạn thấy hai bên không, cái gì cũng bán cái gì cũng mua, chợ Lạc Sông mà. Đó, nhiều lúc những cái chi tiết các bạn ra đây các bạn kiếm lại có. Đó. Ngày xưa ở quận 5 cũng có các bạn, ngày xưa ở quận 5 cũng có, rồi vừa rồi ở Nguyễn Kiệm cũng có, nhưng bây giờ cái Nguyễn Kiệm người ta cũng dời mất rồi, không còn nữa. Từ cái ngày cái trục đường Phạm Văn Đồng làm thì không còn nữa, bây giờ người ta dời ra đây. Đó, đi trên tuyến đường này các bạn nhìn thấy nó mát mẻ lắm các bạn, tại vì có cái hơi nước của kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè này, có cây xanh rất là mát. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 đó, là cái ngày cái thời gian này là khoảng gần 10 giờ. Trời thì cũng nắng nhẹ thôi chứ mà không có nóng lắm. Đó thì hôm nay để Sài Gòn Camera quay phục vụ các bạn. Hôm qua vì nghe nói có một cái lễ hội hoa đăng trên cái tuyến Nhiêu Lộc Thị Nghè này. Đó thì bây giờ ban ngày để quay phục vụ các bạn. Nhìn lại cái những cái tuyến đường xưa bây giờ nó cũng khác lạ, tại vì ngày xưa đây là không có tuyến đường mà. Nó vừa rồi cái đường này để vô ga Hòa Hưng đó các bạn. Thì trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè này đi chừng vài trăm mét thì có một cái cầu bắc ngang qua sông để cho người dân người ta đi á, đi được người ta quẹo lại, ví dụ đi qua chút xíu để người ta quẹo lại. Rồi và tới đây thì trước mặt các anh chị và các bạn đây là cái con đường Trần Quang Diệu. Nếu mình quẹo về bên tay phải là vô ga Hòa Hưng, ga Sài Gòn đó. Và nếu quẹo trái thì về Trần Quang Diệu, đi ra Trần Huy Liệu này, đi ra Nguyễn Văn Trỗi này, đó, đi ra đường Công Lý ngày xưa ra, rồi đi về sân bay, đi ra Lê Văn Sĩ luôn. Thì con đường Lê Văn Sĩ là Trưng Minh Kiến ngày xưa đó. Rồi giờ mời các anh chị và các bạn tiếp tục đi. Đó thì như mình đã nói đó, trên cái tuyến đường này cư dân hai bên người ta được hưởng lợi rất là nhiều từ khi cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè được cải tạo. Quý vị nhìn thấy không, những cái cây xanh mới trồng sau này thôi mà cũng đã có cái bóng mát rất là cao rồi. Đó, cái trời nắng mà các bạn đi trên tuyến đường trời nắng thì mình cũng nghỉ mệt á, ghé vô các cái bóng cây này đứng nghỉ chút xíu cũng được. Đó, nhìn nó đỡ rất là nhiều. Rồi mình tới cái giao lộ này trước mặt các bạn, mình quẹo trái theo con đường Hoàng Sa nha, để đi về chùa Vĩnh Nghiêm. Còn nếu mình đi thẳng mà bây giờ là đường một chiều rồi, là đường Trương Định, ngày xưa là đường Trương Công Định đó. Và nếu quẹo phải thì các bạn ra 3 tháng 2 lại, ra Lý Chính Thắng. Đó, đây là cái giao lộ mà trên đường Trương Định chạy xuống các bạn, từ quận 3 quận nhất chạy về. Đó, tới đây có một cái cầu lại băng qua đường Trường Sa bên kia. Nghĩa là đi vài trăm mét là có một cái cầu để băng qua băng lại mà, để cho cái giao thông nó thuận tiện hơn. Và hai tuyến đường này thì không bao giờ kẹt xe. Nó rất là rộng rãi và làm thành đường một chiều đó các bạn, thành thử là không bao giờ kẹt xe. Đó thì mới đó mình đã chạy xuống tới đây rồi, chạy tới trước mặt các bạn là cái chùa Pháp Hoa đó. Cái chùa Pháp Hoa. Cái chùa đó hiện tại nằm trên đường Lê Văn Sĩ. Cái đường Lê Văn Sĩ thì là cái đường Trương Minh Ký đó, là một nhánh. Đó, cái cầu trước mặt các bạn kìa. Nếu mình quẹo trái đó, là về Lê Văn Sĩ. Lê Văn Sĩ là
cái đường Trương Minh Ký, còn ví dụ mình quẹo phải là về Trần Quốc Thảo. Trần Quốc Thảo là trường Trương Minh Giảng á. Thì cái cầu này ngày xưa gọi là cái cầu Trương Minh Giảng. Ở cái chùa Pháp Hoa trước mặt các bạn đó rất là đẹp và hoành tráng. Thì cái chùa Pháp Hoa đó là cái chùa mà người khách du lịch đó, người ta tới đây thì người ta viếng thăm. Và nghĩa là người ta nói là cái du lịch tâm linh đó, người ta vô cái chùa Pháp Hoa này. Kiến trúc khá đặc biệt. Và cái chùa Pháp Hoa này được xây dựng từ năm 1928 và được tôn tạo trùng tu qua nhiều cái đợt khác nhau. Và bây giờ nó có dáng dấp như bây giờ, cũng khá uy nghi. Và nếu mà khách du lịch tới đây không ghé chùa Pháp Hoa thì cũng đó là một cái thiếu sót lớn. Đó, vô đó người ta cầu nguyện và cầu xin sức khỏe cũng như là sự may mắn. Rất đẹp các bạn. Nhìn ra cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè rất là đẹp, mát mẻ. Cây xanh rợp trời rất là yên tĩnh nha các bạn ha, rất yên tĩnh. Đó thì hôm qua ngay trước cái chùa này các bạn tổ chức một cái đêm hội hoa đăng rất là đẹp. Và đèn đuốc lên rất là tuyệt vời luôn. Tiếc là hôm qua mình không biết mình ra đây mình quay phục vụ các bạn xem. Đó, nhìn cái chùa rất là uy nghi và đẹp. Cũng là cổ kính, nhìn ra cái dòng sông cũng rất là hay. Cây xanh đồ rợp trời luôn là quý vị. Nó thật sự là rất hay. Đó, đi qua bên kia là cái đường Lê Văn Sĩ đó. Là ngày xưa là Trương Minh Ký. Đó thì hồi xưa nó không có đẹp đâu. Từ khi làm cái kênh Nhiêu Lộc thì ngày ra đây thì cái chùa nó mới hiện diện ra. Và sau đó được cải tạo hai bên hai con đường thì nhìn rất là đẹp. Và một cái vị trí tuyệt vời. Ít người nghĩ tới các bạn, ít người nghĩ tới mà cái kênh Nhiêu Lộc thì ngày mà được như ngày hôm nay. Ít người nghĩ tới lắm. Ngày xưa là cái kênh nó bị nước nó không chảy luôn nè. Rồi người ta ở người ta lấn ra ngoài á. Rồi bao nhiêu rác, bao nhiêu đất đai sà bần nó trôi chảy xuống dưới. Rồi tới đây các bạn, bên tay phải các bạn đây có một cái chùa này các bạn này. Chùa này là của người Khmer Nam Bộ này các bạn này. Đó, chùa Kanda gì đó. Cũng hơi khó đọc. Đây, cái mang dáng dấp của người dân Nam Bộ đây. Kanda Sanri, Kanda Sanxi. Đó, trong đây thì mình cũng chưa có được dị phô ở ngoài thôi. Nhưng mà mang dáng dấp của người Khmer Nam Bộ đó các bạn. Nhìn cái chùa cũng khang trang. Nhất là có một cái những cái vị trí, nói chung là những cái chùa mà nằm trên cái vị trí này thì rất là đẹp và tuyệt vời. Đó, Sài Gòn sau này có những cái tuyến đường khá đẹp các bạn, như đường Hoàng Sa Trường Sa, đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Văn Kiệt, những cái tuyến đường xuyên tâm rất đẹp và giải quyết được cái nạn kẹt xe, giao thông rất là thuận tiện, người dân đi lại cũng vậy luôn. Đó, các bạn đâu ngờ đâu ha, bây giờ trên cái kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè có cả cái bến thuyền này. Đó, nghĩa là đi tham quan vào buổi tối đó các bạn này, thuyền Sài Gòn đó, đi dọc kênh tuyến Nhiêu Lộc chạy theo kênh, buổi tối mà ra đi thì cũng tuyệt vời các bạn. Nó thuyền Sài Gòn có những cái dịch vụ này cũng rất là hay. Nhìn cái hàng cây tuyệt vời các bạn ơi, mát mẻ vô cùng luôn. Và như mình đã nói là hai cư dân bên hai cái tuyến đường này được hưởng lợi rất là nhiều. Vừa được cái không khí trong lành, vừa đường xá rộng rãi, buôn bán làm ăn rất tốt. Đó là một trong những cái điểm mà mình thấy tuyệt vời nhất. Đó thì như mình đã nói, du khách hoặc là các bạn đi du lịch hoặc là Việt Kiều, người xa xứ về đây thì nên ghé lại chùa Pháp Hoa. Đó là một cái ngôi chùa tâm linh. Người ta nói là du lịch tâm linh mà, thì nên ghé. Rất là hay các bạn ha, rất là hay. Và các bạn tới đây để cầu nguyện cũng khá tốt. Rồi cuối cùng á, là cái trước mặt các bạn á, là cái cầu Công Lý đó.
là cái cầu Nguyễn Văn Trỗi nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. À, các bạn nhìn không, nhìn cũng đẹp đó các bạn ha, nhìn những cái nhịp cầu rất là đẹp, giống như cầu Trường Tiền vậy đó. À, với cái thiết kế khá đẹp. Thì cái cầu Công Lý này được xây dựng từ năm 1870 đó, thì mãi tới năm 1955 thì đổi thành cầu Công Lý, và bây giờ là cầu Nguyễn Văn Trỗi, nhưng mà người ta đã đi vào cái ký ức rồi, người ta gọi cái cầu Công Lý không à, và bây giờ cũng đổi lại đi cầu Công Lý, đường thì đường Nguyễn Văn Trỗi mà thôi đó. À, các bạn đi trên cầu, đi thẳng ra ngoài qua bên kia cầu và đi về hướng sân bay. À, bây giờ trên là cầu, ở dưới là hai cái tuyến đường thông luôn các bạn, rất là đẹp, cũng là không còn kẹt xe nữa, tuyệt vời. Ngày xưa cái cầu này mới làm lại các bạn, ngày xưa thì nó thấp lắm, thấp mà nó ngắn, nó không như bây giờ, nó chỉ bắc qua kênh thôi, chứ không có được tuyến dài và hai bên hai cái con đường như vậy. Nó thành thử là bây giờ cái cầu nó dài ra rồi. Rồi bây giờ mình quẹo phải để vào cái chùa Vĩnh Nghiêm. Đó, chùa Vĩnh Nghiêm là chùa trước mặt các bạn đó. Thì sắp tới đại lễ Vu Lan rồi, mình ghé vào đây coi thử các cái Phật tử đi chùa có nhiều không, và các cái khách thập phương tới đây cầu nguyện có nhiều hay không. Mời các bạn ghé vô một chút xíu. Đó, cái cổng chùa Vĩnh Nghiêm này các bạn này, hồi trước đây nó nằm tuốt ở ngoài đây, nhưng mà sau đó thần đèn Nguyễn Cống Lũy đó là dời vô trong đó, để nguyên luôn đó, để dời rất là hay các bạn, không phải đập bỏ đi. Đó, các bạn vào trong thì đại lễ Phật đản cũng sắp tới đó, mà thấy cũng vắng khách, có thể người ta đi từ buổi sáng hoặc buổi chiều tối, bây giờ thì cũng hơi vắng đó. Thì cái chùa Vĩnh Nghiêm này theo mình được biết thì được xây dựng từ năm 1964 á, thì tới năm 1971 đã hoàn thành, với khuôn viên rộng khoảng 6.000 m² á. Và ở đây thì cũng có những cái mái vuốt cong rồi mái ngói cong vuốt này vậy đó, cũng chạm trổ rất là tỉ mỉ. Và du khách mà mỗi lần tới đây du lịch thì đều ghé qua cái chùa Vĩnh Nghiêm này để tham quan. Đó, đây là toàn bộ cái tuyến cái hành trình của mình đi từ chợ Ông Tạ Phạm Văn Hai cho tới chùa Vĩnh Nghiêm. Rồi, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Thân ái chào tạm biệt.